các cô chú anh chị em đã quay lại với bên của em em thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của chị Phương cho anh chị em mình giao lưu một số loại mai ha anh em thì clip hôm nay cũng khá là nhiều cho anh em mình mua ha thì hôm nay quay thanh lý cho anh em mình gồm có thủ đức thọ hương đại lộc đồng giá là 25 000 một cây giá thanh lý cực kỳ rẻ luôn nha anh em 10 cây thì sẽ gửi hàng không bao ship ha còn 20 cây thì mình sẽ được bao ship trọn gói nên cái hàng thanh lý thì đã anh em nói thanh lý thì người ta thanh lý giá rất là rẻ nên cái số lượng nhiều tao gửi hàng và tao bao ship cho nên mình mới được ha. kế tiếp là 20 mã số rồi quay cho anh em mình là phôi rắn là 100.000, cúc lai like 200, đại lộc 100, đa phúc 100, thủ đức 100 và cúc lai like hàng nhỏ 80 ha. hay gửi năm bao ship và 20 mã số ở cuối clip. Thì bây giờ em sẽ quay thọ hương thanh lý trước cho anh chị em mình nha. Cái này nói chung là thanh lý tại vì nhà vườn anh em mình nhìn nha, nguyên cái không gian vườn rất là nhiều cây luôn. Nhà vườn người ta làm không xiết không kịp nên bắt buộc người ta phải thanh lý ra giá rẻ cho anh em mình ha cây này ghép một năm tuổi còn nguyên rin nguyên lá nguyên nụ cây mạnh khỏe hết nha anh em à, cây thì hiện tại đang nằm chậu c 6 chiều cao trung bình 20 40 tỏ hương này chiều cao trung bình 40 cm đổ lên hết à, giá chỉ có 25 ngàn thôi cái cây thay vì cái cây này mình mua cái gốc là nó cũng đã 5 7 ngàn rồi mình về mình ghép mình nuôi một năm giá 25 ngàn thì cái giá thanh lý thì anh em mình biết rồi ha đúng chuẩn là hàng thanh lý không phải là cây yếu cây mạnh khỏe ở đây anh em mình có thể xem mặt bông mặt lá ở đây luôn ha nụ có lá cành có dựng đọt có cho anh em mình ha cái này thì mua về anh em mình gỡ bỏ chậu c 6 này ra anh em mình bỏ phân tầm khoảng 50 đến 60 phần trăm phân cũ trong bầu luôn rồi anh em mình sẽ sang cho nó qua cái chậu vẫn là chậu c 6 luôn nhưng mà làm phân mới lại bỏ phân đại ra lấy cái cũ củ của nó đưa cái cũ củ nó vô cao lên rồi bắt đầu mình bấm tỉa lại bỏ lá lại bỏ nụ ha rồi cái tiếp cho anh em mình là thủ đức vẫn là thanh lý 25 mươi lăm ngàn ha cây này ghép một năm tuổi vô dây dựng đọt cho anh em mình rồi gốc nhất ghép ha ghép cái chột này cả năm luôn nó muốn liền cốt luôn rồi ha anh em cụ bình tại cái chậu c 6 luôn chiều cao cũng khoảng 40 luôn cây ở đây anh em mạnh khỏe ngon lành hết nha cái này 25 mươi cái giá nó không có cao đâu thật sự không có cao tại vì mình mua cái gốc mai con bây giờ mai con ương hạt quấn ghế nằm chậu bịch nhỏ nó đã năm 000 đổ lên rồi à, còn này người ta đã ghép rồi người ta đã chăm sóc người ta dựng đọt cho anh em mình luôn rồi thì anh em mình mua về cái này là anh em mình chăm sóc rất là ok về anh em bỏ phần tầm khoảng 50 60 phần trăm đừng nó bỏ hết cái phần phân cũ ra toàn tối sơ dừa phân mới rồi anh em mình cắt tỉa gọn vô chậu C6 là anh em mình chăm sóc ok hết ha rồi đại lộc đại lộc bên đây cũng thanh lý cho anh em mình là 25 ngàn ha 10 cây gửi hàng và 20 cây thì mình sẽ được bao ship nha anh em đây ha đại lộc cây này cũng ghép một năm tuổi ngoài nằm chậu C6 còn nụ còn lá rất là sung mạnh khỏe nha anh em đây ha chiều cao của đại lộc này thì trung bình nó tầm khoảng 21 một gan của mình 20 cm thôi đây có mặt bông rất là chuẩn cho anh em mình luôn ha mặt bông nhiều cánh đại lộc thì nó sẽ từ 5 cho đến 49 cánh ha chậu c 6 luôn vẫn là 25 000 đồng một cây ha bây giờ thì em sẽ ra phía trước em quay cho anh em mình cái lô lớn hơn nha đây anh em là một cái lô ghế phôi gắn giá là 100 000 một cây nằm nhỏ chậu là c 6 giá 100 ha cái lô này thì là sẽ là hai cây gửi hàng và 5 cây thì mình sẽ được bao ship trọn gói anh em mình cũng cố gắng lấy 5 cây ha còn không thì anh em mình có thể gom đơn hàng ha gom một loại hai loại ba loại đó anh em mình mỗi loại lấy 1 cây 1 cây 1 cây thì cũng đủ 5 cây nhà vườn người ta cũng sẽ bao ship cho anh em mình luôn ha nguyên cái khâu khúc sau này là gửi gắn cúc lai đại lộc dạo đa phúc và hữu đức cúc lai tám tất cả đều là hai gửi hàng và 5 cây thì mình sẽ được bao ship hết nên anh em mình có thể mua loại này loại kia đủ 5 cây ha à, cây có quấn gửi gắn ha 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2, 3. tất cả các cây đều ba khía ba cái gói cái gói này nè 1 2 3 ra ha cây lên tượng sống mạnh khỏe cây này thì người ta đã quấn ghế xong người ta đưa ra bầu ra đất trồng trồng lớn xong ta sẽ vô bầu ha ta cắt lên sổm sổm tầm khoảng 40 cm giá 100 ngàn một cây thôi anh em mua cái loại này về anh em mình muốn cắt ghép gì đó anh em mình ghép mua về cây thì nó đã lên tượng nè mấy cái này nó đã búp mầm hết mua về nhận cây xong để im tầm khoảng 10 ngày xong 10 ngày sau ra cắt ngay đây muốn ghép gì đó ghép ha dễ gắn 100 một cây rồi tiếp tục cho anh chị em mình luôn là một cái lô dạo thủ đức ha giá là 100 ngàn một cây luôn à, cũng là hai gửi hàng và 5 cây thì mình sẽ được bao ship ha cái lô này thì đã cắt đôn hồi tước tết hôm nay đã lên tược mạnh khỏe ngon lành như thế này thì về anh em mình có thể là đâm cái đất trồng liền cũng được ha Còn không thì anh em mình cứ để trong chậu vậy anh em mình chăm sóc Tầm tháng 5 tháng 6 rồi đó anh em mình sang qua C7 nha Cây quấn rễ cũ bí bầu tùm lum, lum hết như vậy ha Nằm chậu C6 tất cả các cây đều có quấn rễ như thế này hết cho anh chị em mình luôn Ở đây thì về cắt đôn rồi Cái này về anh em mình bỏ cho nó già lá cây một lại nó xanh đen lại một cái rồi bắt đầu anh em mình cặp dây vô Anh em mình sẽ vô dây dựng ngọn nó lên Rồi đâm ra bầu đất trồng cũng được ha Làm cái mô đất trồng chiều cao của cái lô này em báo cho anh em mình trung bình từ 30 cho đến 40 cm ha cái này về anh em mình dựng ngọn lên cái này thì nhà vườn người ta đã cắt đôn hồi trước tết nên cây của mình nó rất là mạnh khỏe ha cái hàng mà chưa chơi bông mình cắt đôn thì nó rất là ok để về cho anh em mình trồng cái này là thủ đức ha anh em 100 ngàn rồi kế tiếp bên đây là dạo đa phúc cho anh chị em mình ha đa phúc là 100 ngàn một cây luôn cũng vẫn là quấn rễ y gan như thủ đức 100 ngàn nhưng mà cái này thì ghép giống là đa phúc thì tùy theo anh em mình phái cái giống nào phái thủ đức lấy thủ đức phái đa phúc lấy đa phúc ha chiều cao của này cũng tầm khoảng 30 cho đến 40 cm cây thì vẫn quấn ghế giống như cái lô thủ đức luôn đây tất cả các cây đều có quấn ghế cũ như thế này hết giá con trăm ngàn cây thôi cái giá này rất là ok để cho anh em mình trồng ha quấn ghế rồi kế tiếp cho anh em mình là đại lộc đại lộc giá là 100 trăm ngàn luôn ha cây đại lộc này thì hiện tại là chưa có cắt đôn cây còn nụ còn lá riêng cái trường hợp mà những cây chưa có cắt đôn như thế này nè anh em à, thì cái lá trong cái cái lá của mình cái lá này là cái lá của năm rồi ha lúc gà là đáng lẽ người ta cắt đôn giống như đa phúc với đại thủ đức rồi đó là người ta cắt đôn tước tết thì nó sẽ lên xanh đẹp còn cái này mà người ta chưa cắt đôn thì trong trường hợp mình gửi nó sẽ bị vàng lá thậm chí nó có thể là rụng lá luôn như thế này cũng không có ảnh hưởng không có sao nha để nhiều khi anh em mình không biết anh em mình nói sao nó rụng đam gì tới nhà nó rụng lá nó vàng tươi tầng sau luôn nha cái loại này chưa có cắt đôn thì anh em mình mua mình phải biết nha về anh em mình sẽ bấm tỉa rửa cắt đôn nó lại Lại bỏ lá lại bỏ nụ rồi nó mới đi tuột mới lại nha anh em Cái lá này là cái lá của năm rồi Cái lá này nó rất là cũ rồi ha, Nhưng mà người ta để đây người ta không cắt đôn mà để dày cho anh em mình biết Để anh em mình thấy nụ nó còn nguyên Thấy lá nó còn nguyên là đảm bảo chất lượng cho anh em mình là cây không chơi hoa ha, Còn mạnh khỏe để bán cho anh em Chứ bây giờ người ta cắt ra người ta lại bỏ hết lá lại bỏ hết nụ Thì anh em mình sẽ không có biết là cây này có chơi lá chơi hoa hay không Rồi cầm cây mạnh hay cây yếu nha để người ta mới để như vậy người ta bán cho anh em để anh em mình chắc chắn là một trăm phần trăm là cây không có chơi hoa để nhiều khi anh em mình không có biết anh em mình nói về gửi sau cái cây nó dần quách cái lá này cái lá năm rồi bắt buộc nó phải vàng thôi nằm chậu c 6 ha quấn gậy cũ cũ trung bình cũng đều đều khoảng ngón chân cái vô dây dựng đọt cốt cành già mập ha chiều cao trung bình khoảng 30 cm đều đều 30 cm nha anh em rồi bên đây cúc lai nè cúc lai 200 trăm một cây ha cũng vẫn là hai gửi hàng và năm cây bao ship vẫn là chưa có cắt đôn ha vẫn là lá vàng như vậy thôi cây nào chưa cắt đôn rút gà mà chưa cắt đôn đều lá phải vàng ha tại vì nó là một năm tuổi mà chưa cắt đôn năm rồi là người ta cắt rồi năm nay bắt buộc phải cắt không cắt thì bỏ nó càng vàng nữa thôi Nha, phải cắt nó phát triển bởi vậy anh em hỏi sao mỗi năm có cắt đơn cắt đôn không không cắt đôn nằm vậy hoài nữa đâu có phát triển đâu bắt đầu mình cắt đôn nó mới lên lá mới nó đi tược mới được chứ giờ nó ôm nụ hết nó đâu có đi tược được cúc lai like 200 trăm ngàn một cây hàng ghép gốc nhất khoảng 3 năm tuổi liền cốt 100% phần trăm hàng quấn ghệ cũ cũ trung bình cái lô này và điều điều nó phản ngón chân cái của mình cho đến gấp đôi ngón chân cái của mình ha về cái phần cũ chiều cao trung bình 20, 40, tầm khoảng 60 em báo cho anh em mình 50 đến 60 cm về phần chiều cao ha. Về cách đôn tầm khoảng 45 cm là vừa. Cúc lai nha anh em, 200 000 một cây ha. Rồi kế tiếp bên đây là có một cái lô cúc lai nhỏ, giá là 80 000 một cây. Vẫn là cúc lai, cúc lai đó loại lớn 200 loại nhỏ là 80 nè. Anh em muốn lấy loại nào thì anh em mình lấy ha. 80 này thì anh em mình về, anh em nó nó đang nằm chậu C6, về anh em mình sẽ sang cho nó qua C7 nha cây này khá là to về anh em mình bấm tỉa rửa theo ý thích mình cây này về anh em mình cây này thì nó đã lên lá ngon rồi nhưng mà ở đây ta lãi lá lãi nụ thôi về khi mà anh em mình muốn cái cây này tròn phải không anh em ví dụ như anh em bấm ngang đây bấm ngang đây bấm ngang đây bấm ngay cho cái những cái nắp lá này nè là ok khỏi cần bấm đồ cút lai tám chục ha hai gửi năm bao ship luôn bây giờ em sẽ quay 20 mươi mã số cho anh chị em mình nha rồi, bắt đầu là mã số 1 luôn nha anh em một cây me vàng riêng ha 6 cánh đến 12 cánh Em này giá là 2 triệu Hoành eo của cây là 17 Chiều cao là 65 ha Cái cây này được cái cái bể nó quái rất là dài Cây này thì anh em phái chơi game thì để ghim Còn phái cắt ghép thì về xả lại ghép ha Cây này được, được cái là cái phôi cái hình nó già Đây anh con còn nguyên cái bể đó nè Nguyên cái lòng bàn tay của em bóp vô nè ha Đây rất là to Cây rất là già luôn ha ở đây thì nó lúc trước chắc cái, cái chỗ cái, cái đây nó có một cái cọng ghế này trong quá trình mình bứng á mình nuôi nó bị xé cái cọng ghế này lên ha nhưng mà ở đây nó đã bị nó đã múm vô rồi đã múng cái thẹo ghế vào cái ghế này không có hư nữa anh em mình khỏi lo ha cây thì cốt cành tay chi có sẵn nằm chậu ngon luôn cho anh em mình ha nhưng mà gửi ta sẽ không có gửi cái chậu nha anh em đây ha muốn chơi về muốn ghép thì ghép còn không thì để ghi như vậy ghi như vậy là nó cũng khá là đẹp cho anh em mình rồi ha cây này là mã số 1 nha anh em giá là 2 triệu bao gồm phí ship phí vận chuyển cho anh em mình nha rồi tiếp tục là mã số 2 nha anh em quanh eo của cây là 15 chiều cao là 70 cây này giá là 900k ha. đây cái đường thân cây này rất là quái nó sắn từ bên đây nó sắn qua ha cây này hiện tại thì đang ghép là siêu bông sài gòn hai bốn năm bo năm bo siêu bông sài gòn ha cây này nói chung là cái bệ đế nó rất là quái luôn về anh em mình kiếm này là kiếm cái chậu ống anh em mình thả nó cho nó nằm bò dài qua cũng được hoặc là chậu chuyển nhật cũng được ha vô cho cái cây của mình nó nghiêng xuống luôn ghép siêu bông sài gòn thả từ rất là dài luôn anh em mình về vô dây chỉnh sửa lại ha cây này mã số 2 nha anh em rồi tiếp tục là mã số 3 vẫn là ghép siêu bông sài gòn luôn ha bông À, giá là 700k hoành eo 16 cao 80 cây này giá là 700k ha cái này là mã số 3 cái này cái phôi dán trực ha ghép siêu bông Sài Gòn cái này lấy về lấy được rất là nhiều bo luôn anh em mình có cần bo thì mình lấy những cái cây này về để anh em mình cắt bo ghép qua những cây lớn hơn của anh em mình ha cây này thì cũng đã vô dây chỉnh sửa cho anh em mình rồi về anh em mình có thể là chỉnh sửa nhẹ lần cái nữa ha cái này là mã số 3 cho 700k ha rồi tiếp tục là mã số 4 cái này giá là 1 triệu tư chiều cao 80 hoành eo của cây là 19 cái cây này cái cũ rất là to nha anh em coi mai vàng ha củ to cái củ này nó già về anh em mình kiếm cái chậu chữ nhật anh em mình sang xong đưa nó lên cái củ này lên cái nữa nha cái củ này còn đưa lên được cây này hiện tại thì đang ghép thọ hương ha cây này về anh em mình kiếm cái chậu chữ nhật anh em mình vô ha vô cho nó hơi nghiêng xuống để cho lấy lại cái dáng bài ha mình hơi nghiêng xuống lấy cái đường thân này nha. nghiêng cho nó xuống đây ha cây này là mã số là mã số 4 nha anh em giá là một triệu tư ha bao gồm phí ship toàn quốc cho anh chị em mình nha rồi, tiếp tục là mã số 5 nha anh em, giá là 700k, hoành eo của cây là 21, chiều cao là 60 ha. Cây này hiện tại thì đang ghép là siêu bông Sài Gòn. Đây cái phôi nó rất là già nhưng mà phía trên đây nó bị ái cái đường thân ở đây ha, về anh em mình cắt bỏ ngay chỗ này, đừng có lấy khúc tên này ha. Cắt bỏ ngang đây nha anh em. Cắt bỏ ngang đây. Cây này thì giá 700k thì nhà vườn người ta đã từ tiền đó ra cho anh em mình rồi ha, tính cái khúc này thôi. Cây này rất là già, cây khúc phía dưới luôn ha về anh em mình kiếm cái chậu u qua nên mình vô cái này thì về anh em mình cắt đôn nha về mình sang chậu qua rồi mình cắt cái đó bỏ đi rồi vô dây chỉnh sửa lại nha mã số 5 nha anh em 700 k rồi tiếp tục cho anh chị mình là mã số 6 ha quanh eo 17 cao 75 giá cái này là một triệu sáu nha anh em đây phôi mai vàng ha ở đây nó có mấy vết thẹo thôi nhưng mà thẹo người ta đã bôi keo liền sẹo cho nó ha nó không có bị ái tí thêm nha anh em thẹo cũng khá là ổn ha cái này hiện tại thì cũng đang ghép với siêu bông Sài Gòn cái phôm tàn rất là lớn luôn ha về anh em mình lấy bo được cái cây này rất là nhiều nè khi mà gửi hàng thì nhà vườn người ta sẽ không có gửi chậu nha anh em ta chỉ gửi cái cây thôi ha bó bầu gửi cây cái này thì người ta đã ghép cả năm tuổi rồi về anh em mình sẽ bấm đôn vô dây chỉnh sửa kéo cành nó lại ha rồi anh em mình có thể là cắt lấy một số bo luôn cái này là mã số 6 nha anh em rồi, tiếp tục là mã số 7 nha anh em cây này là cây dảo đa phúc ha cây này giá là một triệu rưỡi hoành eo của cây là 14 chiều cao là 75 cây dáng bay của cây là 65 ha cây này sửa thân từ nhỏ ghép dảo đa phúc cái chột của dạo đa phúc này cũng khoảng ngón tay tỏ của mình ha cái chột đậu ở đây muốn bằng tay cái này nè cái chột ghép ha cái thân ở bên đây thì nó bị một cái phần ái bên thân bên đây ha đây khoảng hai ngón tay chạy dài khoảng tất rưỡi đây ha bị ái bên đây cũng không ảnh hưởng nha cây vẫn xanh tốt khỏe mạnh đây cái chột ghép của cây bằng tay cái ha cái chột đa phúc anh em mình đơn giản hơn thì anh em mình có thể mua về làm cái bồn anh em mình trồng nó để dành lấy cái nguồn bo già ha để mình ghép qua những cây khác cây này cũng rất là hay ha cây này sửa thân từ nhỏ cái bộ đế nó cũng rất là đẹp luôn nè cái này là mã số 7 nha anh em rồi tiếp tục là mã số 8 nha anh em à, cây này giá là 2 triệu hoành eo của cây là 15 ha cây này là mã số 8 nha anh em cái thân cây sửa từ nhỏ ha cây này là cây cúc riêng nha anh em Đây, cúc riêng 40 cánh ha thân sửa giống như bình định từ nhỏ ha cây này thì về anh em mình sẽ tiến hành là sang chậu và cắt đôn vô dây chỉnh sửa nó lại nha cây còn nguyên rin lá lú đồ không có lại lá chơi hoa ha cây cây này về anh em mình vô dây sửa lại là đẹp cây này tàn nó tròn sẵn ha cành nhánh thả dài cây này là mã số 8 nha anh em rồi tiếp tục là mã số 9 nha anh em cây sửa thân từ nhỏ ha hoành eo 14 cao mét rưỡi giá là 2 triệu ha nguyên cái phanh dần dần phân nó sửa cây này mấy cây này về anh em mình về làm cái cái bồn anh em mình trồng nó lên ha cây sửa thân từ gốc tới ngọn luôn em cái lần thân nó sắn ha cái này cây uh, dảo thôi dảo uh, trân châu, châu riêng nha anh em Đây, thân nó sửa từ gốc tới ngọn luôn em cái này về anh em mình làm cái bồn mà anh em mình trồng xuống rất là ok tại được cái đường thân nó chỉnh sửa từ nhỏ phanh phanh, phanh 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 lên tới ngọn luôn nha anh em cây này không phải giỏ tân châu mua về trồng được năm đi dễ gốc nó ra ngon lành rồi cắt ghép lại lấy cái đường thân nha đường thân rất là đẹp cây này giá là 2 triệu bao gồm phí ship toàn quốc nha em tiếp tục là mã số 10 cây này giá là một triệu tám hoành eo của cây là 18 cao 90 ha đế sửa từ nhỏ thân sửa từ nhỏ đế đẹp ha cây này thì nhà vườn vừa ta mới vừa cắt đôn khoảng nay chắc khoảng 10 ngày 20 ngày ha cây thì nó đã lú tuột lên non rất là ok luôn tuột rất là sung ha cây này thì về vẫn giống như cây kia thôi vỏ trân châu vậy anh em mình làm cái bồn trồng ha đây sắn từ gốc sắn tới ngọn luôn em cái này giá là một triệu 8 ha bao gồm phí ship toàn quốc cho anh chị em mình rồi tiếp tục là mã số 11 vẫn là vỏ trân châu green luôn ha mã số 11 nha anh em vẫn là thân sắn từ gốc sắn tới ngọn cái này giá là 2 triệu hoành eo 14 cao 1 mét 35 ha vẫn là sữa thân từ gốc sữa tới ngọn luôn thân sắn đều gan luôn ha mặt bông dảo ha mấy cái này về làm cái bồn trồng có mấy cái dảo ghi này dễ chăm sóc lắm về anh em mình cắt tỉa rửa sơ sơ cái là đam ra bồn trồng được tầm khoảng 1 đến 2 năm là bắt đầu nó bắt ra đất được là tốt mấy cây dạo gin mấy cây gin này thì nói chung là rất là dễ chăm sóc rồi tiếp tục là mã số là 12 vẫn là dạo trăng châu riêng luôn ha quanh eo 15 cao 1m1 giá 1 triệu 7 vẫn là sửa thân tiền nhỏ cây này cắt đôn lên tượng lên ha một số cái cây này thì nhà vườn người ta cắt đôn hồi trước tết à, tết về vừa qua là người ta sẽ tân thủ người ta cắt đôn liền để cây của mình nó lên tượng khi mà đâm chồi đồ ngon lành thì người ta sẽ quay lên giao lưu với anh em mình ha cây này thì mạnh khỏe lên tượng đỏ ngon kìa sung cây này là mã số 12 nha anh em một triệu bảy ha bao gồm phí ship tiếp tục là mã số 13 luôn nha anh em Hoành eo 14 cao 60 giá là 1 triệu tư ha Vẫn là dảo răng châu sửa thân từ nhỏ Cái này sửa được cái hai ba vòng với đây lên Mấy cái dòng này nữa nó bự lên tầm khoảng 3 năm 4 năm là nó bự cái dòng mà lên là nó thích cái dòng mà lại nhìn nó mùi một bệt luôn nè Vẫn là dảo riêng ha Mã số là 13 nha em Tiếp tục là mã số 14 Vẫn là dảo răng châu riêng luôn Hoành eo 12 cao 70 giá là một triệu ba ở đây nhà vườn ta đâu quần eo đo những cái khúc này ha tại vì cây của mình chỉnh sửa thân nên cái cây của mình nó rất là lâu lớn có thể là nó gấp đôi tuổi của người ta luôn không chừng ví dụ như trồng cái cây mai này khoảng hai năm tuổi thì nó được có được cái đường thân như vậy rồi nhưng mà cộng thêm cái chỉnh sửa nó rất là lâu lớn nha nè dở trần châu riêng sửa thân từ nhỏ cây cắt đôn đã lên tược mạnh khỏe cho anh em mình như thế này hết rồi ha cây này giá là một triệu ba nha anh em mã số 14 bốn ha Rồi, tiếp tục là mã số 15, hoành eo của cây là 13, cao 70, cây này giá là 1 triệu 3 luôn. Vẫn là giỏ trân châu riêng, sửa thân từ nhỏ, cắt đôn lên tược già, mạnh khỏe cho anh em mình rồi ha. Mã này là mã 15 nha anh em. Sửa thân, thân sửa đẹp. Cái cây này về có thời gian làm cái bồn trồng dục bỏ đài cái đó. 3, 4, 5 nó bự nó liền khối lên. Rồi, vẫn là dẫu trân châu riêng cho anh chị em mình luôn ha. Mã số là 16. Quành eo là 16 luôn, cao là 1m35, cây này giá là 2 triệu 2, 3. cây này rất là già cây luôn nè, cái củ sữa nè, sữa từ nhỏ ha, cái cây này rất là già ha, tàn cành nhánh kính mít, cây này chiều cao cũng cao, nữa. cây này tàn thông sữa thân ha, mấy cây này anh em mình có đất trống, anh em mình làm cái bồn, anh em mình đặt đại xuống đó đi, 2-3 năm gì đó là cái thân của mình nó bắt ra ghế, bắt ra được đất rồi thì cái thân này nó bự lên, nó cuộn lại dính lại luôn, đẹp anh em hỏi đừng hỏi sao nhà vườn không tồng nhà vườn ta chuyên mua bán vậy thôi số lượng cây người ta nhiều lắm ta tồng đâu có đất nào tồng nổi ha rồi, tiếp tục là mã số là 17 nha anh em hoành eo của cây là 14 cao 1m4 cây này giá là 2 triệu ha vẫn là sửa thân từ nhỏ này nè cái đường thân sửa này. cái này thì nhà vườn người ta chưa có môi đế nha tại vì cái cây sửa thân này ta trồng dưới đất không ta đưa lên chậu người ta chỉnh sửa tàn còn cái đế này khi nào mà hoàn thiện rồi, người ta mới môi lên nha anh em vẫn là sửa thân từ nhỏ thân lắc từ gốc lắc tới ngọn ha cây là mã số 17 nha anh em. tiếp tục là mã số là 18. Quanh eo của cây là 15, cao 1m3, giá là 2 triệu ha, vẫn là dậu riêng. Nào, mấy cái này sửa thẳng già, nó lên cốm rồi. Nè, cái đường thân sửa lắc nè. Anh em phái bonsai lùng liền thì về mình hạ thấp xuống ha. Còn phái để tàn thông cao thì anh để anh em cứ để nguyên cây. Thân thì lắc từ góc lắc tới ngọn. Cắt đôn lên được mạnh khỏe hết cho anh chị em mình đi nha. Mã mình là 18, giá là 2 triệu bao ship nha nè tiếp tục là mã số là 19 quanh eo 16 cao 1 mét mốt ha rồi cái này dắt ngang ba bốn phanh chỗ này luôn đã kìa không cái này giá chỉ có một uh, giá là 2 triệu hai nha anh em cái này cái cũ này rất là ok nha cái anh em phái về anh em phái sưu tầm cũng được cái cũ này về cắt ngang mình ghép lại ghép dấu đức ha cái cũ này rất là đẹp luôn có duyên bự ghê bự bự như cái banh luôn còn như cái tay em rồi vô không thấm đây là mã 19 nha anh em, giá là 2 triệu 2, 2 ha, vẫn là giảo trăng châu riêng nha đây. À, mã số 20, mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay cho anh chị em mình ha. Đây là cây thanh mai nha, anh em, phôi mai vàng ghép thanh mai ha. Thanh mai thì bông nó sẽ là màu xanh ha, eo của cây là 13, chiều cao 75. Cây này giá là 900k nha anh em, cây còn nụ rất là nhiều trên cây luôn, cây không có hề lấy lá chơi chơi hoa ha. Cái này về anh em mình sẽ lãi lá ra. Rồi anh em mình à, lãi bỏ nụ, anh em mình muốn coi mặt bông thì anh em mình chừa một hai nụ để anh em mình xem cái mặt bông nữa ha rồi à, vô dây chỉnh sửa luôn cái này mã số 20 nha anh em giá là 900 k ha rồi 20 mã số và 10 loại mai giống thì anh em mình thích loại nào anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em nha số hội nhà vườn thì em sẽ để tên cái tiêu đề hàng ra tới thì vẫn là kiểm tra hàng thoải mái ha nhận hàng thanh toán tiền